Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Thua Nguyễn Thị Nga ván đầu tiên với tỷ số rất là cách xa. Nga đánh là gọi là đúng là rơi nữ đấy, là rơi như là người thầy cũng bình thường, tay trái giao bóng đá giật, còn phải là cực mạnh. Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Phương Ngọc Lan đội viên tay trái đều rất trẻ rất xinh, giao bóng nhẩm nhá giật cũng luôn. Chỉ có Nguyễn Thị Nga là cạo cội đấy, thế hệ trước. Nga thì lệ bóng. Nếu mà so sánh thì Khánh thì có thể chơi như là Đinh Minh và Quang Manu, hoặc là My đang đánh với Thanh ở bàn số 0. Bây giờ là chúng ta đang livestream cái bàn số 2 là bàn trung tâm, thì đang liên tục bị thua với My, thế nên là không được đặt thành tích cao trong nội dung đơn nữ. Mai Hoàng Thị Trang rồi Nguyễn Thị Việt Linh gọi là cái khả năng nhất, cái tiến độ rất là tốt. Tuy nhiên thì đường chỗ cho gọi là trẻ thể hiện học là chưa chắc đã ăn được những vận động viên kia đâu, chưa chắc ăn rằng có trình độ tốt hơn các vận động viên hiện tại trong đội tuyển bây giờ. Cho anh Hoàng Thanh là anh nhìn ở trên clip thì thấy có vẻ bé bé đó, nên thật ra là cần phải học. Đã phải 2-0 rồi ạ. Đức anh học cực kỳ ít tuổi luôn đấy. Đã thấy nhà tập thôi, nhà tập nên nó không có khán đài ấy. Nên là cái bàn bình luận viên đặt bình thường thì bình luận thì ngồi trên khán đài nói thoải mái. Cũng là đây là thể thức của các giải thi đấu quốc tế lớn bây giờ đấy ạ. Đó là vận động viên không cần phải đi nhặt bóng nữa, diễn ra nhanh hơn, ít thời gian nghỉ, đang chờ khán giả đỡ sốt ruột mà lại hạn chế được tiểu xảo câu giờ mà. Nhưng mà cũng theo thì từng giờ. Vương Ngọc Lan của Hải Dương và Trần Mai Ngọc của TNT, hai vận động viên rất trẻ và rất tiềm năng thế hệ bóng. Anh em nhìn ở trên đây như này thôi, nhưng mà Nga hơn Ngọc chắc phải. Vận động viên trung kiên của TNT thì vừa thắng vận động viên Huấn ở Hà Nội với tỷ số 3-0. Hiện tại thì Kiên đang đấu với đội Tú Mỏ. Theo anh Phương Phẳng Phiêu là Trần Mai Ngọc hiện tại đang là đương kim vô địch đơn nữ của bóng bàn Việt Nam. Ngọc đánh không hề chán ạ, không hề chán. Ủa hay là Tuấn Anh hay Đức Tuấn đánh kém được, cũng không hợp lý lắm. Mai Ngọc đánh những giải đấu mà lại không hề có huấn luyện viên như là giải đấu này. Phải tự mình thi đấu với những người hơn mình cả chục tuổi, cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Quá hay, chiến đều rồi. Giật lỗi rồi.
Quá hay cho Nguyễn Thị Nga và bác. Sport TV Shop số 15 ngõ 1, phố Đông Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sport TV Shop đã khẳng định được sự uy tín của mình trong cộng đồng bóng bàn khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, khi ký khách hàng mua những sản phẩm bóng bàn tại shop là đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, giúp cho kênh truyền thông Sport TV ngày càng phát triển, có kinh phí để tham gia truyền thông trực tiếp các giải bóng bàn tại Việt Nam và thế giới. Đến với Sport TV Shop, các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.